được 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 mới á. Được là dùng bé cứ thả lỏng, bé đừng sợ gì hết. Đau như là đau nhé, không nhưng mà đau đau nhưng mà đẹp, cố lên nghe. Chị Hè còn mụn nó to hả? Siêu to luôn. Cũng đắt luôn. Đáng lẽ ra là qua sớm nhưng mà không được thật. Bây giờ là cố gắng cho bé được thường xuyên thì nha. Đánh nhanh khỏi, da bé chữa dễ lắm. Da này chữa dễ lắm. Cứ tuần đi lần kết hợp với bôi kem ở nhà là nhanh lắm chị. Chơi nhiều bạn bị mụn viêm mà đụng kim mà thôi chị đã khóc rồi, nức nở rồi. Mụn này đang còn đỡ đây. Không có chi hết, cố gắng thôi lắm. Đó, ở bên kia ai cũng đau hết á, họ cố gắng á. Má bên đây cũng nhảy mắn nhỏ. Cục này mình lại li ti. Mình nghiêng mặt hạt thằng đấy nha, đó đúng rồi. Phúc đuổi máy lại, chị Phúc hơi tối. Rồi, ok. Nhưng mà thật là mụn bên Yến, hắn đỡ dai hơn bên kia Phúc này. Nó nhỏ nhưng mà từ từ thôi đúng không? Tự lên luôn Phúc. Chị kéo từ từ mà cũng lên nhanh nhất. Nhục. Như riêng. Giác như vừa châm cái kim vô ra, kéo ra Phúc kìa, bật ra luôn. Bởi nói thật là kiểu chỉ lấy que nhanh quen này kìa, lúc mà nói gì thấy từ chỉ lấy Mà sao dẫn em đi chị? Lớn ổn định rồi. Lớn ổn định rồi. Lớn rồi là hầu làm ở đường lái á. Đây là lấy đúng rồi đó. Đây là lấy đúng không?
nặng mấy cục mũ mà là xong rồi về cho em dùng kem để nặng cho dễ hơn. Dạ. Tuần sau cho em qua chị nhé. Tuần sau cho em qua. Mọi là phúc. Lên trán này. Trán không có da này, cái trán bé không có da để cầm lên. Nhưng nhiều đứa là chỉ cầm lên chỉ bóp. Như người tan không là cả đống rồi. Bé thì giỏi lắm rồi nhá. Đây. Trang à. Rất mút rồi. Mấy phút đi. 9 phút gần 10 phút thôi. Ừ.
mũi còn còn chỗ mũi này. Cố gắng xin nè.